con nè cả nhà. Theo đây con nữa nè, chà bá luôn. Rồi đây nữa nè, nó nằm chùm luôn nè. Bà con luôn, rồi vô luôn. Đây, bỏ vô. Ê, giật giật kìa. Đó. Quá im nha. Ốc này thì nói chung ra con ốc này thì người ta còn gọi được là ốc lát cả nhà. Ốc bu ốc lát. Khá là ngon. Rồi, lời nói đầu tiên thì cho Tùng xin mến chào cả nhà nha. Chúc cả nhà luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ, xem cái video của Tùng vui vẻ nha. Thì nói chung ra là mấy hôm nay mấy anh em sẽ đi bắt ốc bu. Bắt con ốc bu ốc lát vậy đó. Trời ơi, cá chép đỏ nằm dưới rồi nha. 4-5 con trong kia nữa. Đó, giờ mấy anh em sẽ xuống cái địa điểm này để tìm kiếm bắt ốc. Có ốc có gì Tùng sẽ quay cho ghi hình cho. Trời ơi, con ốc chà bá lửa luôn. Đây nè, đây. Đây là con ốc bu nè cả nhà. Đó. Rồi thì giờ mấy anh em sẽ tìm kiếm bắt một mớ cá lóc nó nổi kìa anh bé. Hớt nó luôn, lấy cái bao hớt đó. Nhăn nước ở dưới. Trời ơi, hai con nữa kìa. Quá im luôn. Rồi bây giờ thì Tùng cũng tranh thủ bắt kiếm một mớ về để luộc xả cả nhà. Hy vọng thì hôm nay thì mấy anh em sẽ bắt có được mớ ốc nha. Đây này Tùng sẽ đi cái hướng bên đây tìm kiếm coi có ốc không. Thì cả nhà xem kênh thấy hay và ủng hộ cho mấy anh em mình nha, để có cái động lực ra video gửi cho cả nhà xem nha cả nhà. Này lâu quá rồi thèm ốc. Hai con nè cả nhà. Theo đây con nữa nè, chà bá luôn. Rồi đây nữa nè, nó nằm chùm luôn nè. Bà con luôn, rồi vô luôn. Đây, bỏ vô. Ê, giật giật kìa. Đó. Quá im nha. Ốc này thì nói chung ra con ốc này thì người ta còn gọi được là ốc lát cả nhà. Ốc bu ốc lát. Khá là ngon. Đó. Đây hai con nữa nè. Bành bành luôn. Đó. Cho vô. Dưới đây hai con nữa. Đây, chẹp đè luôn, con nào cũng lấy chừng dần luôn nha. Thì mấy anh em sẽ đi bắt về luộc ăn. Đó, đây nữa nè cả nhà. Đủ cặp mé này nè. Dạ đi kiếm nó bắt mớ thôi. Đây, con nữa nè, hai con luôn. Đang con chập bá này thật dữ lắm nha. Rồi, tiếp tục. Hy vọng có ốc nhiều nhiều bắt cả nhà. Dòm dòm nó đu với cỏ này nè cả nhà. Con nào cũng thấy bự 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 không. Đây một quạt trống trống này Tùng là có cỏ không, Tùng sẽ quay cho cả nhà xem. Còn cò nữa. Chung ra đi ba kiếm mấy con ốc này về để hầm xả luộc xả gì đó rất là ngon. Đầu ốc này làm dồi nướng cũng ngon cơ, ăn rất là ngon nha. Để bây giờ Tùng sẽ đi đây nè hai con chằng chằng luôn, hai ba con gì luôn nè nè. Ủa, chà bá lửa luôn, khá là im nha. Đó. Có tiếp thì Tùng sẽ quay cho cả nhà mình xem nha. Đây, hai con nè. Mình dòm dòm dưới đây coi nó có đu không. Đu nó có bò không. Ủa. Lấm. Này gì gốc cây. Đây con nè. Lấm lắm đi. Chết rồi lấm lắm đi. Kìa. Trời ơi, nó nằm ngoài đây nè. Hai con. Hai con nữa. Mò nó luôn. Có ai mò luôn. Con xui. Ta đang quay á nha.
Vậy không có con nào vô đây ta? Không thấy nó vô đây nó đẻ mà sao có? Đó, đẻ mà. Thấy không? Vậy cũng sót nữa hả? Cái gì vậy? Đủ ăn chưa? Đâu? Rồi, còn mấy anh em tới cái điểm mới để kiếm mớ ốc nữa cả nhà. Cái gì mới đây đi bấy bá cháu rồi. Mẹ ơi. Vậy ốc đâu bắt mấy anh? Hả? Trời ơi. Kiếm vô không à? Đây. Hai ba em toảng toảng à, ai đi đâu đi hả? Mình bắt dở có một mình ba, sau đấu lại ba người à. Bây giờ ốc á, thì trời nắng rồi nó sẽ lũi vô mát, vô trong khu vực này đưa cái đầu vô không biết có bị ông đánh không đây. Ờ, cái lùm thì ghê quá. Rồi ở đằng kia bắt bụm luôn cả nhà. Đó. Đó đó, bỏ vô nè, đó. 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 Ốc bành 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 không. Kiếm bậy nó mới ốc về luộc. Xả là bá cháy luôn nha. Bông điên điển nè cả nhà. Khu vực này có cây điên điển nè. Cái này mà hái về nấu cơm mẻ hay là gì, cá linh rồi đó thì chắc là ngon nha. Bây giờ thì Tùng đi vòng để kiếm mớ ốc rồi có không? Lội vô đây không thấy cái gì giáo, sao bắt dữ vậy ta? Chúng 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 luôn. À đây con này, con cũng khá bự nha. Đó. Em thì ngồi vô kiếm mớ ốc rồi, chắc có nữa Tùng sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha. Đây rồi, đây mình bành luôn nha, lát chiều nay sẽ luộc xả cả nhà. Cái này là món ốc luộc lá chanh nha. Nãy mới đi bắt về. Ốc bự không? Xả. Món thức lá chanh nè. Đó. Lá chanh. Ốc này được không? Dạ. Ốc này được không? Tầm 2 cái chanh nè. Đây, giờ bỏ xả vô, đổ nước vô luộc cho cả nhà. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình luộc cái ốc hầm xả này nha. Đó. Rồi, cái đây là cái món ốc luộc xả lá chanh nha. Chấm với cái chén nước chấm này, chén chấm này quá im. Thử con cái ngon anh luôn. Lấy hũ tằm kìa, hũ đó, hũ tằm đó. Ăn luôn lên. À, vô. Cái đại gia mấy cây đi. Tình nhiều lắm đó. Trời ơi. Gót là dài cốc nha. Bây giờ cốc nữa. Bây giờ lấy luôn. Thử một con coi. Nóng quéo dâu. Trứng về. Cái này con này đủ tinh khiết rồi chưa ra miếng nào. Đâu. Đâu con ngồi nữa. Mời cả nhà nha, ngon nè. Sao nốt? Ngon không? Ngon không? Chín quá trời ngon. Cú tâm nè mày. À,
Ủa, này cái tối đi, tối nay chắc chạy lên đó sôi quá. Thì qua đây ăn. Trời ơi, không bắt mà lượng bự không à không? Ăn kia hả? Thế lên chưa tắm à? Khá là ngon. Sao gì ăn không con? Sợ cay con ăn được không? Thôi lột cái này cho nó khỏi gần. Không cấm sao nó ăn được. Nóng mà. Quá ngon với cái nồi ốc. Chưa ăn cua nữa. Con ăn cua. Chưa kịp ăn cua. Thổi đi, nóng lắm đó. Quá tịch luôn nha. Con ốc đực nó ngon hơn rồi đấy. Con quất. Kéo dưới rồi bỏ. Bỏ dưới. Ừ. Quá im. Lao. Mà cả nhà nha. Bỏ cái đầu ăn cái đít á. Kỹ chưa? Bỏ cái đầu lại đi. Cái cầm nha, nhút nha ha. Ê, tào lao, bỏ cái kia. Bỏ cái đầu cái đít. Này này, cái nó chấm nè, nó quất. Đó, nhờ nguyên con đi luôn. Chỉ phải không? Để chỉ cho. Được không? Rồi, thấy rõ chưa? Ủa nó mắm gừng hả? Không, ốc mà làm mắm gừng đúng không? Này mắm gì? Mắm chanh. Chanh ớt. Ừ. Cái kia kìa. Dạ. Hết bự rồi, đáng con. Quá im luôn. Ngon không? Trời nó đi xuống sớm xíu rồi đi trễ nó đi gì nữa. Nóng quá, nóng làm không lại. Nóng quá. Nóng thấy mẹ. Bỏng luôn cái tay, lộn có cô bỏng luôn. Rồi, kết thúc cái video đây luôn cả nhà ơi. Này mấy anh em đi bắt ốc bu nè. Cả nhà xem thấy hay ủng hộ nha cho mấy anh em nha. Đó, đi xẻ ghê không? Xẻ lia luôn.